Chào cả nhà, chào các anh chị em gần xa thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay mùng 6 Tết ăn bánh xèo nha cả nhà. Đổ bánh xèo bột gạo. Đây là bột gạo nha cả nhà. Đổ nhiêu thôi nè, đổ người vài cái thôi nè. Thịt gà với lại tép nha cả nhà. Chút nữa Thí sẽ xào cái thịt gà với tép mình lên. Và Thí làm nước mắm nha cả nhà. Mời cả nhà xem tiếp theo video của Thí. Hôm nay Thí đổ bánh xèo đơn giản, mình không có chia sẻ đổ bánh xèo, tại hồi trước mình có chia sẻ rồi, bây giờ mình chỉ đổ mùng 6 mình ăn, mình chia sẻ là ngày Tết mình ăn bánh xèo thôi nha cả nhà. Có vậy thôi, đơn giản thôi, chà lách hành ngò với giá đổ bánh xèo, đơn giản bánh xèo bằng tay rồi nhớ bị hơn. Đó cả nhà, nước mắm Thí làm xong rồi nè cả nhà, mình làm ăn ít thôi, mình làm như nước mắm rồi cả nhà. Bây giờ Thí sẽ đi xào tép hết cả nhà ha, mình xào tôm xào tép nha, đây xào mấy con tép này nè. Thí thích ăn tép đồng nên Thí mua về Thí làm bánh xèo đó. Bây giờ Thí để tiêu vô đây để Thí xào mấy cái tép này để Thí ra làm nhân bánh xèo đó cả nhà ha. Để vô trong này luôn, mình gam cái gà này thôi, rồi mình xong mình sẽ đổ bánh xèo. Đó cả nhà, bây giờ mình xào nè cả nhà, mình xào cái nhân là mình gam cái thịt gà cho nó vàng nè cả nhà. Bây giờ Tết nay mình ăn thịt gà kim, thịt gà quay, vịt quay rồi ăn có gia vị nó ngang mùi nó ngán rồi cả nhà. Bây giờ mình gam sơ sơ giống như có chút mặn lạt lạt vị thơm thơm thôi nha cả nhà. Cái đổi món cũng vậy chứ ăn xào gam cho đúng gia vị nữa ngán quá rồi cả nhà. Đó, mình sáu Tết ăn bánh xèo. Mất cười má Thí nói bà thèm bánh xèo qua không có ai đổ bánh xèo cho ba ăn, phải có chị Thí đổ Thí đổ bánh xèo cho ba ăn. Nhà Thí không ai đổ bánh xèo, không ai biết làm hết trơn, có mình Thí à. Đó cả nhà ơi. Đó cả nhà, mình gam cho nó đen, nó vàng vàng giống như mình thìa gì đó cả nhà. Đó thì mình để hành tây để đồ vô cho nó vàng, hành tây được cho nó thấm cho nó thơm. Cứ xào giống như mỗi khi nữa là ngán quá rồi cả nhà. Nghe mùi thịt rồi ngán quá ngán luôn. Giờ gam cho nó thơm nữa rổ gia vị. Đó cả nhà, mình cháy nó vàng vàng giống vậy đó cả nhà. Rồi mình để tép vô mình xào chung luôn cả nhà ha. Cho nó thơm đó. Đó cả nhà, bây giờ Thí để tép vô cả nhà, để tép vô xào chung luôn. Đó, mình đã xếp rồi, mình xào cho nó chín xương xương rồi mình sẽ lấy ra mình sẽ để ra ngoài rồi mình đổ xèo cả nhà. Gam trong gà mình nó vàng vậy nè cả nhà, cho nó thơm thơm cho nó bắt mùi. Hôm giờ mình ăn ba cái gia vị giết mình ngán rồi. Đó, mình làm vậy đổi món nha cả nhà. Đó cả nhà ơi, thấy thịt của mình nó vàng thơm không cả nhà, cho nó thấm chút nữa là Thí sẽ đi đổ bánh xèo. Cũng đừng có xào thấm quá, đừng xào cứng quá cái con tép mình nó bị cứng, nó không ngon. Đó cả nhà thấy không, thịt của mình xào vậy thôi đó, mình đổ bánh xèo đơn giản mà nó ngon, nó không bị cứng, không bị khô thịt. Đó cả nhà, giờ Thí đổ bột nữa cả nhà. Đổ này 250g bột, 250g bột, Thí đổ hết 250g bột này thôi, tại mình ăn ít lắm. Chồng Thí ăn với con Thí ăn, chứ còn Thí không có ăn nhiều. Bữa nay Thí cũng không có ngâm đậu xanh nữa cả nhà, thường là Thí phải ngâm đậu xanh. Đó, bây giờ Thí sẽ để Thí để chút xíu bột ngọt nha cả nhà, cho nó giòn đó. Để muối. Để muỗng muỗng lem muối, đó. Xong để bột nghệ vô. Thí làm bột này chứ Thí không có mua bột kia nha cả nhà, Thí không có mua bột phải làm sẵn, Thí để bột này thôi. Thí để bột gạo này Thí làm hồi xưa giống như mình vô quê mình làm bột gạo đó, mình làm nghệ mình xay rồi bột gạo mình tự làm chứ không có mua bột ra làm sẵn. Đó, rồi bây giờ Thí sẽ đi làm, đi để nước vô nha cả nhà, đi đổ nước vô. Đó cả nhà, Thí đổ chừng nước nha cả nhà. Đó, mình đổ chừng nước sạch vậy thôi, chưa đủ. Thí đi múc thêm. Đó, Thí đổ nước nha cả nhà ha. Đổ nước cho nó sạch cái bột mình đi rồi xong rồi mình sẽ đổ dừa vô, mình đổ chừng nữa chứ nó cái này mình để dừa vô là nó mới thêm, nó dư nè, thiếu bột mình phải đổ bột thêm. Mình có bột sẵn mình phải đổ bột thêm nha cả nhà. Lắc dừa đây, dừa này ngon cả nhà, mua loại dừa này ăn, dừa này mình ăn chè đâu được, mấy cái dừa kia ăn chè không được, ăn chè nước không à, không có nước, không có bột, không có cá dừa, cái này nó có cái cá dừa nè. Nó mà để nước dừa này vô là thiếu dừa, thiếu bột, mình phải đợi bột phim cả nhà. Đó, Thí để nhiêu nè, để nhiêu dừa
Đó, cái dừa của mình nguyên chắc lắm, mình để vô vậy nó béo lắm. Cả nhà đập trứng gà. Đập trứng gà đổ vô. Rồi bây giờ Thúy cho đánh ra nha cả nhà. Thúy cho lấy cái cây đánh, Thúy đánh bột ra. Đó, Thúy đánh bột ra nè. Đánh cho cái trứng gà này cho nó ra là bột hoàn hoàn. Cái xong mình sẽ đem đổ. Đó, nhiêu đây được rồi ha. Nếu mình đổ thêm nước mà nó cái này đặc đó, để thêm chút xíu nước nữa. Đó cả nhà, giờ Thúy đổ hành vô. Để hành vô. Nhiêu đây đổ được 4 cái hoặc 5 6 cái nha cả nhà. Cái chảo Thúy to lắm. Thúy cho để bột phim mới được. Đó, Thúy để bột phim đó cả nhà, để 100 gram bột nữa. Đó, Thúy để nước thêm đó cả nhà. Đó, bây giờ mình để nước thêm nè, mình đánh ra cho nó vừa thôi. Vậy là nó vừa được rồi ha, cả nhà mình thành đổ đủ rồi. Đó cả nhà, giờ cái đổ thôi cả nhà. Đó mà đổ bên này chứ. Chán gì xe xanh quanh chứ được. Đó cả nhà, cái chảo Thúy mạnh tư vậy đó, chồng Thúy biết cái đổ xèo muốn có cho Thúy cái chảo bự cắm đồ nè. Đó rồi cả nhà ha, mình đậy vô. Nè mình nghiêng cho nó đều hết, mình đậy vô nha cả nhà. Đó cả nhà, giờ đổ nhân nha cả nhà, để nhân vô. Để nhân vô đó. Nó cả nhà ơi, nó cháy luôn rồi cả nhà, nghe cái mùi rồi. Đó Thúy quay nè cả nhà, mình nghiêng cho nó vàng phía đây nha cả nhà. Vàng bên cái phía này nè. Nghiêng cho nó nằm một bên vậy đó. Đó cả nhà ha. Mình nghiêng cho nó vòng hết luôn cái bánh xèo nha cả nhà. Đó cả nhà, hai cái bánh xèo ngon lành luôn cả nhà. Đó. Nè thấy hai cái bánh xèo đã không? Chứ để kỳ quá. Đó. Đó, tết không ăn đặc sản Việt Nam nha cả nhà. Thúy đổ bánh xèo xong rồi cả nhà. Mùng 6 Tết ăn đặc sản Việt Nam nha cả nhà. Thôi Thúy cũng xin tạm biệt cả nhà nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo cả nhà. Tết mình ăn đặc sản Việt Nam, không có gì ăn hết. Việt Âu Pháp cũng ôn lại kỷ niệm Việt Nam, cái gì cũng ăn đồ Việt Nam hết cả nhà. Mình là người Việt Nam mà. Cả nhà Thúy tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Thúy cảm ơn cả nhà nhiều nha cả nhà. Chúc cả nhà năm mới phát tài, vui vẻ, khỏe mạnh, bình an nha cả nhà. Thành công thuận lợi tốt nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà.